kênh Sắc Màu Cuộc Sống đang có mặt trên cầu Trương Dương, cây cầu quận Long Biên và quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Cầu Trương Dương này là cây cầu bắc qua sông Hồng. Các bạn thấy trước mặt chúng ta là hình ảnh dòng sông Hồng, và đây là hình ảnh cây cầu Trương Dương. Cầu Trương Dương đây các bạn. Hai bên là làn đường dành cho xe máy ở hai bên, và ở giữa là làn đường dành cho ô tô. Và đây là hình ảnh của dòng sông Hồng. Dòng sông đây các bạn. Phía trước mặt chúng ta là những tòa nhà nằm trên địa bàn của quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Và phía bên tay trái này chúng ta là những tòa nhà thuộc nằm bên quận Long Biên, thủ đô Hà Nội. Hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên cách nhau bởi dòng sông Hồng. Đây các bạn thấy sông Hồng đây. Hình ảnh dòng sông Hồng đây các bạn. Dòng sông Hồng đây, các phương tiện đi lại trên dòng sông chủ yếu là các xà lan, các thuyền tham gia vận tải chở cát là chủ yếu các bạn. Đây phía dưới đây các bạn thấy đây là xà lan, một chiếc xà lan chở cát rất là lớn.